Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ dẫn cho anh em cách cập nhật liên quân cho iOS. Thì bây giờ thì liên quân nó không cập nhật hiện tại ấy, thì chưa cập nhật cho cách bình thường như kiểu là quét mã đâu. Quét mã trong WeChat mà anh em lấy link ở trong WeChat thì anh em vào Safari thì vẫn không được nhá. Thì anh em làm theo cách này của mình. Đây, đầu tiên anh em thoát ra, anh em vào mình Safari nhá. Nếu phải Safari ấy, anh em dán cái link này vào, link này mình sẽ để dưới mô tả và phần comment của video này. Ok, xong anh em tải xuống nhá. Rồi, bấm vấn tải xuống cho mình. Đó, bấm phần tải về. Đó, nó sẽ tải trên góc màn hình này. Bây giờ anh em đợi nhá. Rồi, chỗ đoạn này thì mình sẽ gọi là mình sẽ tua nhanh đoạn này. Tua nhanh đoạn cho đỡ mất thời gian của anh em nhá. Rồi. Sau khi tải xong thì anh em tải thêm cho mình một cái app nữa. Anh em ghi cho mình là gbox.run. Rồi, anh em bấm đi cho mình. Họ đã ra cái này, anh em kéo kịch xuống dưới cho mình, anh em chọn cho mình cái cuối cùng, cái free này đấy, anh em tải về cho mình, bấm phần cài đặt nha. Rồi bên anh em ao ra màn hình xem, đây nó đang cài này, anh em đợi tí cho nó cài nhá. Ok, sau khi xong thì vẫn chưa mở được đâu nha, thì anh em vào phần cài đặt cho mình, chọn phần cài đặt chung. Chọn cho mình cái phần quản lý cấu hình với thiết bị. Rồi, bấm vào phần cái China Mobile này. Em tin cậy nó cho mình. Rồi anh em thoát ra. Rồi mở Gbox lên. Đấy, em hiện thấy cái chữ đồng ý ở trên đầu không? Đấy, tiếp theo trên đầu. Đấy, em bấm tiếp theo, bấm vào phần đồng ý. Rồi anh em bấm vào phần tab cho mình này. Bấm vào phần sửa. Bấm vào phần trên góc này, anh em ghi thêm tab cho mình. Ở đây mình đã ghi thêm tab luôn. Rồi, xong anh em bấm vào phần cái phần như kiểu phần tải xuống ấy, đấy, em bấm vào đây. Bấm phần tải về cho mình. Rồi, anh em giữ vào cái này nha, giữ vào. Rồi, rồi anh em bấm vào phần di chuyển nha. Chọn phần di chuyển này. Rồi, bấm vào phần trên iPhone. Chọn Gbox. Chọn thư mục mình vừa tạo ấy. Đó, anh em bấm sao chép vào. Rồi, anh em hủy đi. Rồi, anh em bấm vào phần thư mục Tumblr. Đó, nó hiện ra cái này, anh em bấm vào cái bảng này luôn. Em bấm phần tải về. Ở đây, mình sẽ cho anh em xem phiên bản cũ liên quân của mình vẫn thế nha. Đó, đây mình gạt lên luôn này. Đấy, thì mình gạt cái này đi. Mình vẫn giữ phiên bản cũ nha. Đó, nó vẫn bị lỗi như này. Ok chưa? Rồi, bây giờ anh em mở Gbox lên cho mình. Bấm phần tải về nha. Cứ giữ bản cũ thì đã tải đè lên là được. Để anh em đỡ phải tải tài nguyên ấy. Bấm phần cài đặt. Rồi anh em đợi chút. Đợi cho nó đang tải trong này. Đó. Anh bấm quay lại để xem. Đó, nó đang cài đặt cho anh em. Đây, liên quân phiên bản cũ mình vẫn còn nha. Rồi anh em ngồi đợi cho nó cài xong thôi. Nó cài xong nó sẽ tự nhập vào phiên bản cũ luôn. Đó, nó tự nhập vào phiên bản cũ luôn này. Đấy, bây giờ anh em mở liên quân phiên bản mới mình vừa tải ra thôi. Đó, là được. Ok. Mình bắt đầu thôi. Đó, vậy là báo game. Đây, mình cho anh em giao diện game hay là mấy cái phần đổi trong này nha. Đó, vẫn như bình thường thôi. Đó, vẫn như gọi là bình thường. Rồi, mình đổi qua RAT đi. RAT đâu rồi? Đây, đây, đây. Đây. Ok, mình cho anh em xem ngày luôn này. Đấy, vẫn là giờ và ngày vẫn như thế luôn nha. Mình không cắt ghép chỉnh sửa nha. Ok, chúc anh em thành công. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong các clip sớm nhất. Bye bye.